trong video này chúng ta sẽ đề cập đến notion web clipper đây là công cụ cho phép bạn lấy nội dung của một trang web vào trong tài khoản notion của bạn cùng xem nó hoạt động như thế nào nhé trước hết nếu bạn chưa cài extension notion web clipper cho trình duyệt chrome hay firefox vn infographic khuyên bạn hãy cài đặt nó ngay bởi vì đó là một công cụ vô cùng hữu ích nếu bạn chưa cài thì bạn sẽ không thể theo tiếp được bài học này để tải notion web clipper bạn vào trang web dưới phần mô tả chọn trình duyệt bạn đang sử dụng sau khi cài đặt xong bạn nhớ cho extension hiện lên trên thanh của trình duyệt như sau chúng ta hiện tại đang ở trang ghi chú cuộc họp chúng ta sẽ muốn trích xuất một số thông tin về bài báo vào trong cuộc họp vì ta sẽ thảo luận về nó trong buổi họp tiếp theo. Chúng ta có thể làm như sau. Đầu tiên, bạn tìm bài báo bạn muốn lấy. Ví dụ, VN Express. Ta sẽ chọn một bài báo ngẫu nhiên. Sau đó, ta đi lên trên cùng ở vị trí bạn có thể thấy được biểu tượng của Notion. Nhấn vào nó. Và một cửa sổ sẽ hiện ra. Tại đây, bạn có thể thay đổi tiêu đề của bài báo đây là tên mà bạn muốn bài báo sẽ được hiện trong database. Nếu bạn muốn đặt tên khác thì nhớ thay đổi tại đây nhé. Ví dụ, ta đặt tên là bài báo từ VN Express dùng trong cuộc họp. Bạn có thể chọn workspace mà bạn muốn dùng. Và điều quan trọng nhất là bạn phải chọn database mà bạn muốn bài báo lưu lại. Nếu bạn có nhiều database, bạn có thể gõ tên để tìm kiếm. Ví dụ, ghi chú cuộc họp. Ta nhấn nút save page Quay lại phần ghi chú cuộc họp trong Notion, chúng ta sẽ thấy bài báo hiện ở dòng dưới cùng. Bạn có thể thấy dữ liệu này vẫn chưa có bất cứ thuộc tính nào có giá trị. Do đó, nếu bạn muốn bổ sung thêm thông tin, bạn cần phải làm một cách thủ công. Ví dụ, chúng ta nhấn vào nó, chọn Topic. Ở đây ta chọn là dịch vụ khách hàng. Giờ bạn có thể thấy thông tin bài báo đã được lấy về trở thành dữ liệu trong Notion. Notion còn cung cấp cho chúng ta liên kết để quay lại trang gốc của bài báo để chúng ta có thể tham khảo khi cần thiết trong quá trình họp. Chúng ta đang lấy bài báo thành một dòng dữ liệu trong database. Bạn cũng có thể lấy bài báo thành một trang riêng biệt trong Notion. Một lần nữa, chúng ta quay lại trang VN Express, nhấn vào nút Notion, chọn trang chủ. Save lại, quay lại Notion vào trang chủ. Nếu chúng ta đi tới cuối trang, bạn sẽ thấy bài báo đã được thêm vào dưới dạng trang trong Notion. Nếu nhấn vào, chúng ta sẽ thấy tương tự như trong database. Rất đơn giản nhưng vô cùng hữu dụng khi bạn cần lấy nội dung từ web vào trong Notion. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm điều này trên điện thoại. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách dùng nó trên Android. Với iPhone, chúng ta cũng làm tương tự. Trước hết, bạn phải cài ứng dụng Notion trên điện thoại. Sau đó, chúng ta cũng sẽ lên trang VN Express. Bạn tìm nút share, tùy thuộc vào trình duyệt mà bạn sử dụng trên điện thoại. Sau đó, bạn nhấn vào Notion. Tại đây, bạn có thể thấy cửa sổ tương tự như với những gì bạn đã làm trên máy tính. quay trở lại notion ta thấy bài báo đã được lưu về thành công cảm ơn các bạn đã theo dõi đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé